Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ năm 15 tháng 6 năm 2023 sau Chúa Nhật lễ mình và máu Thánh Chúa. Và ngày mai là ngày thứ sáu lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa trong tháng 6. Chúng ta cũng đừng quên tham dự thánh lễ ngày mai, tham dự thánh lễ và rước lễ. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng ngày hôm nay, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh em xếp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy đến cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ tư. Chúa Giêsu nói: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu giúp cho tất cả chúng ta kiện toàn lề luật của Chúa. Nếu chúng ta làm cái gì mà có Chúa Giêsu thì đó là kiện toàn. Nếu chúng ta nói gì mà có Chúa Giêsu thì lời ấy cũng là lời kiện toàn. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn nói, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn làm với Chúa Giêsu, để tất cả mọi sự có Chúa Giêsu là hoàn tất, có Chúa Giêsu là kiện toàn. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu chỉ là mới có ở cái mức độ gọi là giữ luật thôi. Còn đối với Chúa thì phải là kiện toàn lề luật nữa cơ. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay thì thật sự thì đôi khi chúng ta cũng hay đem luật này luật kia để bắt bẻ nhau. Luật này luật kia để bắt bẻ nhau. Nhưng mà đối với Chúa luật thì chưa đủ. Cần phải kiện toàn. Các kinh sư là những người sống mới chỉ có là sống lề luật, và cũng lấy lề luật ra để bắt bẻ người này người kia. Người ta cũng đã từng thử Chúa đó, đem luật ra là với hạng đàn bà này thì phải kết án theo luật của Mô-xê. Nhưng mà Chúa Giê-xu đòi hỏi phải là kiện toàn cơ. Với kiện toàn lề luật của này đó, thì là ai trong các ông sạch tội thì mới được kết án. Còn các ông không có sạch tội thì các ông không có quyền để mà kết án ai cả. Và không ai có thể làm được gì. Thế thì đối với Chúa Giêsu cần phải là kiện toàn, giữ luật không thôi chưa đủ mà còn phải kiện toàn lề luật. Vì thế mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, tức là các kinh sư và người Pha-ri-siêu giữ luật nhưng chưa kiện toàn lề luật, chưa có Chúa Giêsu. Còn đối với tất cả chúng ta, giữ luật có Chúa Giêsu nên là kiện toàn. Giữ luật một cách kiện toàn. Anh em đã kiện toàn lề luật để Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta này. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Tức là luật dạy là chớ giết người. Còn đối với Chúa kiện toàn lề luật, tức là không được ghét anh em mình, không được mắng anh em mình, không được chửi anh em mình. Từ trong thâm tâm chúng ta cũng không có cái định ghét bỏ người anh em chúng ta. Đó là kiện toàn. Chúng ta giữ luật thì bảo luật dạy chớ giết người, tôi không giết người là được. Tôi có thể ghét anh, tôi có thể chửi anh thế này thế khác. Nhưng mà đối với Chúa phải kiện toàn cái lề luật này. Tức là trong lòng của chúng ta cũng không có được cái sự ghen tương, ghét bỏ, mắng chửi như người. Ai mắng chửi anh em mình thì cũng đã là phạm vào cái tội giết người rồi. Ai chửi anh em mình. Chính vì thế mà chúng ta đừng có nuôi cơn giận.
đừng có nuôi cơn giận trong lòng nhé. Không chỉ là hận thù, giận mà còn chưa được, không chỉ là hận thù. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật. Anh hãy làm, anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi đến với người ấy, đi với người ấy đến cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đây là cái điều câu nói mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã ghi nhớ. Chúa dạy là khi đi lễ, khi đi dâng lễ vật mà có ai đó đang bất hòa với người này, người ta bất hòa với anh hay là anh bất hòa với người ta, thì thôi để của lễ lại về làm hòa trước đã. Còn nếu chúng ta không làm hòa thì cái sự ganh ghét giữa chúng ta với họ sẽ được đưa ra trước tòa Chúa, và Chúa sẽ gọi là đòi buộc chúng ta phải trả đến đồng xu cuối cùng. Nếu chúng ta họ làm hòa được thì thôi. Ví dụ như là con với lại ông bà anh chị em có một cái khúc mắc mà nếu giải gỡ được thì ra trước tòa Chúa thì Chúa miễn. Nhưng mà nếu chúng ta không làm hòa với nhau thì ra trước tòa Chúa thì Chúa sẽ lôi cái chuyện đó ra, và Chúa nói là anh sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng nếu chúng ta có khúc mắc. Mà chúng ta biết rằng là khúc mắc với nhau thì ai cũng có lỗi hết. Hai người khúc mắc với nhau, chúng ta cũng không thể nào nói rằng người ta giận tôi thì kệ ông giận tôi thì kệ ông, chứ tôi không giận ông là được. Thế nhưng mà nếu mà mình với một ai đó giận ghét nhau đó, thì cái lỗi nó phải ở cả hai phía. Có thể lỗi người ta nó nhiều hơn, người ta là 8 phần, chúng ta là 2 phần, hay là người ta 9 phần, chúng ta là 1 phần. Thế nhưng mà dù chúng ta với họ có khúc mắc với nhau mà người ta 9 phần, chúng ta 1 phần, thì Chúa cũng đòi chúng ta phải trả một cái phần này. Và chúng ta lấy đâu ra để mà trả khi chúng ta khúc mắc với họ nhé. Chính vì thế mà khi chúng ta có khúc mắc với ai đó hay là ai đó khúc mắc với chúng ta, thì Chúa muốn rằng là chúng ta cần phải giảng hòa trước. Khi chúng ta giảng hòa được rồi, ra trước tòa Chúa rồi thì là được miễn hết. Nhưng mà khi chúng ta không có giảng hòa được thì ra trước tòa Chúa chúng ta phải trả đến đồng xu cuối cùng. Chính vì thế mà khi tham dự đám tang thì thường là con cũng cứ âm thầm con nói là nếu trong cuộc sống mà con với lại ông hay là con với bà, ví dụ con làm cha sở đi, con làm cha sở có cái điều gì khúc mắc với ông với bà thì xin ông bà cũng tha thứ cho con. Còn về phần con cũng tha thứ hết cho ông bà, không có cầm buộc cái gì cả. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay, Chúa dạy chúng ta là phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Tức là chúng ta không chỉ giữ luật không, hay là tôi không giết người là được, nhưng mà tôi có thể giận người này, tôi có thể ghét người kia, không được. Chúng ta phải công chính hơn, tức là kiện toàn lề luật đó. Chớ giết người thì nó cũng bao gồm cả cái việc là không được ghét anh em mình, không được mắng anh em mình, không được chửi anh em mình. Chúng ta phải giữ luật không chỉ là cái bề ngoài mà cả trong thâm tâm của chúng ta. Và chỉ có Chúa mới giúp cho chúng ta kiện toàn được cái luật này thôi nhé. Có Chúa Giêsu thì chúng ta mới kiện toàn được, chứ còn không có Chúa Giêsu thì chúng ta không thể giữ luật từ trong tâm chúng ta được như thế. Và cụ thể nếu chúng ta có khúc mắc với ai cái gì, nếu chúng ta có khúc mắc với ai cái gì, thì chúng ta hãy cố gắng giảng hòa với họ để khi ra trước tòa Chúa chúng ta không có bị đòi buộc. Nếu chúng ta giảng hòa hết thì ra trước tòa Chúa thì chúng ta được miễn. Còn nếu chúng ta không giảng hòa thì ra trước tòa Chúa chúng ta sẽ bị đòi, gọi là đòi về đức công bằng, đòi phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Nếu mà chúng ta khúc mắc với người anh em, người ta lỗi 9 phần, chúng ta 1 phần, thì chúng ta cũng phải trả một cái phần này. Để xin Chúa giúp cho chúng ta, thứ nhất là sống kiện toàn lề luật nhé. Sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, tức là sống kiện toàn lề luật, nữa là kiện toàn từ trong tâm. Và cái thứ hai, xin cho chúng ta, đặc biệt là cái luật yêu thương, xin cho chúng ta luôn luôn làm hòa, biết làm hòa, biết làm hòa với tất cả mọi người, biết làm hòa với tất cả anh chị em xung quanh chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.